Bởi vậy á ha, tôi nói mấy quý vị mà xài cọ mà không biết giữ là nó làm gì nè. Trời ơi, nó còn xấu hơn cái cây chổi cùng ở nhà tôi đang quét nhà nữa mọi người. Thôi, bây giờ đem nó đi giải quyết cho nhanh gọn lẹ. Cũng may ở trong cái công ty nó có cái máy nước nóng nha mọi người. Chỉ cần bấm đúng cái nút là nước nó sẽ chảy tè le. Ý tôi là nước nóng nó sẽ chảy ra. Rồi bây giờ đi nhìn vòng vòng kiếm cái bàn để bỏ cái ly nước nóng này lên. Đặng chi biết không mọi người? Đặng nhúng cây cọ này vô chứ tôi không có nhu cầu uống cà phê. Rồi rồi, sau khi nhúng cây cọ vô trong nước nóng 5 tới 10 giây, vuốt cho ráo nước thì sẽ thấy nó thẳng như chưa bao giờ bị cong nha mọi người. Tới bước cuối cùng rồi ha. Đem cây cọ vô nhúng vô liquid sạch 2 3 lần để làm cho lông cọ nó mượt trở lại. Vậy là xong rồi đó mọi người. Thế là cây cọ đã trở lại vị trí ban đầu.